Rồi, em xin chào tất cả anh em cầu thủ nha. Đã quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày mùng 1 nha anh em, tháng 11. Thì video đầu tháng anh em, đầu tháng thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình hết nha. Tất cả mặt hàng ở đây thì em đã bao ship cho mình hết. Giá trên sản phẩm thì anh em nhận hàng nha. Có nước ống nước và hộp đầy đủ thì anh em sẽ không trả bất kỳ một khoản phí đâu nữa. Đầu tháng chúc anh em có một ngày đầu tháng nha, đi câu cá thật nhiều này và có gì sức khỏe cho mình ạ. Thì em có lên cho mình đây là có một số mẫu máy nha anh em, máy và cần tay, cần ISO, những dòng ISO cần súp, dây trong, cần lô máy đứng máy ngang. Cần zip cầu biển cắm mốc 1 khúc này, một số cần 2 khúc, 3 khúc đánh gom lăng xe, độ cứng cao đến độ cứng cảm giác nha, đến 180, tầm khoảng vào 20 đến 180. Rồi chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0923 534 779, em có ghi cái phần mô tả trên phần màn hình mình nha, trên góc bên phải cho mình á. Thì em sẽ lên con máy trước ạ. Mới máy thì em có cho mình con máy số 1 nha. Một con máy thích hợp cho này mình có lô này, có ISO nha. Máy này của dòng Shimano. Con này của máy là Shimano Biomaster, size máy là size 3000. Con này hàng Japan nha anh em, rất đẹp này, made in Japan. Thông số cước như sau: số 2 220m, số 2.5 185, số 3 150 và số 4 100m cho mình nha. Con này có dù sẵn này, đây có dù 7 màu cho mình rồi. Những con rất là mượt nha. Lưỡi gà đầy đủ này, lột cước hợp kim, gạt cước này. Hơi nhẹ nha. Tình trạng con này còn rất là đẹp. Bio thì cái sau đít rút đít này là bằng nhựa nha. Cái này thì nó chỉ ốp vào thôi, để bị chóc nước sơn, còn lại không ảnh hưởng gì đến chất lượng của máy nha. Đây, chỗ này là dạng nắp nhựa cho mình ạ, nắp nhựa nha. Máy còn rất là ok. Đây, lô cước này. Rồi những dòng thì có ABS đầy đủ nha. Bio thì hàm Japan này rất là ngon ơi. Em test cho mình này, một chiều nha. Con này thì đổi tay trái phải được cho mình hết ạ. Chốt chặn hai chiều. Đây, tức là mình có lô nha, có lô và mình có ISO, đánh ngâm lăng xe cũng được luôn. 3000 thì cũng dạng là vừa, không lớn không nhỏ lắm. Con máy này thì có mã số 1 đối với máy, giá của này là 1.500.000 nha em, 1.500.000 ạ. Rồi cần mã số 1 thì em có cho mình một con cần tay lóng ngắn nha em, cần tay lóng ngắn Carbon Hero của dòng Siota nha, Siota. Con này rất đẹp này, tức là anh em bỏ cốp xe, những dòng AB cũng được nha, mình đi du lịch, đi dã ngoại này, rất là gọn nhẹ cho mình luôn. Con này là cần Carbon, ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 0.8 ly, độ cứng của nó thì là độ cứng tầm khoảng 3H, ngọn cần là ngọn đặc nha. Đây, phôi Carbon này. Carbon xoắn vân. Tình trạng của nó thì có sức dâm nha, sức dâm một số chỗ như thế này và có dạng như có bóng hay cá thì lâu ngày nó có bị chóc, chứ tình trạng của nó thì còn nguyên bản, không ảnh hưởng đến phôi ạ. Phôi như này thì mới này thì chứ hơi cái đầu cổ xíu nha, anh em mà chịu khó nghe giùm em một xíu ạ. Rồi tình trạng cần như thế này nha, 5m4 tấn là 3H cho mình. Trọng lượng con này cho mình là 220g, ngọn 0.8 ly, cứng 3H, mã số 2, giá là mã số 1 nha, giá 550 nha, đã bao gồm tiền ship cho mình ạ. Tay lóng ngắn. Con này rất ngọn nhẹ nha em, thu gọn của nó chỉ có cho mình là 50cm nha, 50cm ạ. Rồi cần tay mã số 2. Số 2 em có cho mình là một cái cần tay lóng dài nha em, cần tay lóng dài Carbon. Đây, dòng thì cũng kiên dụng Coro của chiếc cho mình thôi. Tay cầm con này thì cuốn chỉ nha, đây, được cuốn chỉ. Và có buộc cho bảo hiểm cho mình này. 4m5 nha em, 4m5. Có đây ngọn của nó thì ngọn nhỏ, ngọn 0.8 ly, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng 3H, chuyên dụng rồi giết thôi. Ngọn là ngọn đặc, ngọn tháp đây. Còn cái lóng của nó phôi là phôi Carbon nha anh em. Này, Carbon xoắn vân nha. Con này 4m5 đi kèm cho mình là 5 lóng nha. Đi cho mình 5 lóng ạ. Đây. Tình trạng cũng như thế này. Tương đối ok nha. Độ dài là 4m5, độ cứng tầm khoảng 3H, hàng nội địa Nhật nha. Cần Carbon, cần tay lóng dài. Trọng lượng của nó là 140g, ngọn 1 ly, mã số 2, giá là 600. 600 ngàn đã bao gồm tiền ship cho mình ạ. Rồi, mã số 3, ở đây em có cho mình cái con ISO khoen nhỏ của dòng Ryobi. Rất đẹp như này. Dòng Ryobi, dòng Neway nha. Neway, Ryobi, nội địa Nhật cho mình này. Có đây có độ dài cần là 4m5, độ cứng là độ cứng 1 cho mình. Đây, độ cứng 1, 4m5 nha. Keo ký còn đẹp này. Pad Fuji F6, dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại xe đá xám. Con này ngọn của nó thì ngọn nhỏ thôi, ngọn 0.8 ly. Độ cứng con này tính đâu cần mà cần tay á, thì cũng tầm khoảng 3H. Thích hợp cho nên mình câu đơn câu đài vẫn được này. Ngọn là ngọn đặc, ngọn tháp ạ. Này, lóng còn thì đẹp nha. Phôi Carbon này, xoắn vân. Này, cần lóng trông rất đẹp nha em. Tình trạng thế này. 4m5 độ cứng 1, độ cứng là tầm khoảng 3H, thôi cần tay thì em vẫn hỗ trợ hạ tay cho mình hết nha. Con này có trọng lượng của nó là 140g, ngọn 0.8 ly, mã số 3, giá là 650 ạ, 650 ngàn nha. Mã số 4, anh em có cho con ISO khoen nhỏ luôn nha,
Đây, ISO khe nhỏ có dòng đây qua này. ISO khe nhỏ đây qua. Coi là tương đối cứng cho mình. Cái này có dòng là Monaco Carbon, độ dài 5m4, độ cứng 3. Độ cứng 3 thì dạng cũng vừa nha. Hạ tay cũng tầm khoảng 4-5 hát cho mình rồi. Khoe Fuji xứ xám, con này ngọn có đem đo cho mình là ngọn 1.5 ly. Đây, ngọn cần 1.5 ly, ngọn lớn nha. Ngọn phôi carbon sóng vân này. Con này cá lóng rất là đẹp. Đây, thích hợp anh em mình hạ tay nha. Đánh chép. Rất là ok luôn. Lóng đẹp nha. Có sức dăm một số chỗ lông mèo thôi, còn lại không ảnh hưởng gì. Đây, khoen pad Fuji hết. Loại xe đá xám, độ cứng 3, độ dài 5m4. Pad là pad vạn Fuji F24 nha. Tình trạng con này thì như thế này. Đây, tương đối ok. Hàng nội địa Nhật cho mình. Trọng lượng của nó cho mình là 380g. Mã số là mã số 4, ngọn 1.5 ly. Giá con này là 900 như này, đã bao gồm tiền ship nha. Đài qua 5m4, cứng 3. Rồi, tiếp theo. Mã số 5 nha em, có một cái cần súp nha, cần súp đánh lọc đầu cần. Con này cũng dạng là ISO khoen lớn như mình này. Đây, ISO khoen lớn của dòng CMAT nha. CMAT hàng Korea. Đây, tổng trọng thể cần như thế này. Con này có độ dài của cần là 3m6, độ cứng là 20. Tính theo cần ISO thì cứng tầm khoảng độ cứng 4 như mình á. Pad Fuji F7, dạng khoen là khoen ISO này, dạng khoen ISO khoen lớn. Con này ngọn của ném đo cho mình là ngọn 2.3 ly. Tính theo cần lục, con này cứng tầm khoảng vào 20. Còn mình tính theo cần ISO á, nó là tầm khoảng là cứng 4, cứng 5 như này. Cứng 5 cho mình á, rất là cứng. 36 nha. Những con này hạ tay thì tầm khoảng vào chắc 6-7 hát á, cứng ngắc luôn. Đây, phôi đẹp thế này. Đây, tình trạng như thế này nha. Khoen là khoen Fuji. Khoen đẹp, không có dấu hiệu nứt chân như mà này. Đây, tổng trọng thể cần là 36, cứng 20. Dạng ISO khoen lớn. Con này trọng lượng của cần là 290g, ngọn 2.3 ly, mã số 5. Giá là 650 nha, 650 ngàn. Rồi, mã số 6, anh em có cho mình cần súp như này. Còn cần súp đánh lục đầu cần cho mình luôn. Đây, cần súp, cần lục carbon. Đây, tình trạng như thế này. Cần này thì có độ dài của cần là 4m2 như này. Đây, độ dài của này 4m2. Cái nắp chụp của nó thì bên nhà người ta thay rồi, nó hơi bị xấu nha. Này, báo ra tình trạng cho mình. Nắp chụp bị thay, bị xấu. Cần lục carbon, 4m2, con này dàn khoen là khoen Fuji hết. Khoen pad Fuji hết này. Ngọn của cần em đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Đây. Độ cứng có thể tính theo cần lục thì cứng tầm khoảng vào EX nha, tầm khoảng 25. Hay là mà chuyên dụng đến lục đầu cần, đánh gần bờ thôi. Cặn lóng của nó thì phôi carbon sóng vân. Đây, có xước nha. Tình trạng cần thì có xước như thế này. 4.2, độ cứng tầm khoảng vào 25. Khoen pad là khoen pad Fuji hết ạ. Tổng trọng thể cần nha. Có xây xước tầm khoảng 80%. Trọng lượng của nó là 400g, ngọn 2.5 ly, mã số 6, giá là 750 cho em. 750.000 đã bao gồm tiền ship ạ. Mã số 7, anh em có cho mình cần hai khúc dây trong nha. Chuyên dụng đánh ngâm lan xe cho mình này. Này, cần hai khúc dây trong. Cần này của hãng là Sanwa. Con này có độ dài cần là 2m7, con này hàng Korea nha. Đây, hàng Korea, made in Korea. Tổng trọng thể cần như thế này. Đây. Đồ khoen đề bài của nó là khoen xích này. Khoen xích cho mình luôn nha em. Khoen xích và đóng xi mi chống nổ đầy đủ này. Con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 3.5 ly. Ngọn lớn, độ cứng con này đây trong tầm khoảng 80 nha. Thì những dòng mà thích hợp anh em mình về lên khoen này. Lên khoen mình đánh ngâm lán xe cũng được nha, tay cầm cán mút này. Bắt vạn Fuji chữ vàng. Này, sau này cái loại của nó, loại sứ này nó mất rồi nha. Để báo tình trạng rõ cho mình, mất cái loại sứ này. Có buộc bảo hiểm đầy đủ luôn. Của dòng Sanwa, hai khúc 2m7, cứ tầm khoảng 80. Thế bạn về lên khoen nha. Lên khoen đánh ngâm hay đánh luôn cũng được cho mình hết ạ. Ngọn 3.5 ly, trọng lượng 320g, mã số 7, giá là 650 nha. 650.000, đã bao gồm tiền ship cho mình nha. Rồi tiếp theo nha, sẽ có cho mình hai con cần lô, máy đứng và máy ngang đây. Và cần lô cầm xích của mình nha. Cần mã số tiếp theo là mã số 8, là một con cần lô máy ngang của hãng Alpha Techco nha em. Con này độ dài cần là 1m68, của hàng Korea. Tải mồi cho mình là tầm khoảng 5/8 mô Z, mát á thì tầm khoảng 16-17g. Tải cá tầm khoảng từ 6-14 lp, nó ra cho mình tầm khoảng 7kg cá nha. Tay cầm có này thì bằng cán gỗ cho nên cán gỗ bần này. Chỗ này thì nó có cái nắp nhựa đen bị rớt rồi. Đây, máy ngang nha, của hàng Alpha Techco nha. Tất cả dàn khoen đều là dàn khoen Fuji. Đây, Fuji loại xin lá đen cho mình thế này. Ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 1.8 ly, độ cứng tầm khoảng ml. Thế là bạn em mình lưu máy ngang, lưu lóc, lưu chẹm nha, đều được này. Những dòng tải cá tốt này,
đây tình trạng như thế này. Con này nhẹ thôi, trọng lượng của cần chỉ có cho mình là 100g, ngọn 1.8 ly, mã số 8, giá là 600 nha. À 400 nha anh em, nhầm, giá con này là 400 cho mình nha. 400 ngàn cả ship nha. Bao ship cho mình luôn, 400 ngàn ạ. Rồi tiếp theo mã số 9, anh em có cho mình con cần lưu máy đứng như này. Con này máy đứng rất đẹp nha. Cần lưu máy đứng của dòng Suzumi này, Suzumi. Thông số như sau, độ dài cần 1m8, độ cứng ML. Thông số tại mồi cho mình là mã tầm khoảng 14g, 1/2 OZ. Tại cá mã 8-12 lp tầm khoảng 6kg cá này. Tay cầm thì bằng cán mút như này, cán mút bát bằng carbon. Dạng khoen Fuji xứ xám. Đây. Khoen Fuji xứ xám nha. Tình trạng như thế này. Con này ngọn của em đo cho mình là ngọn 1.8 ly. Đây, ngọn 1.8 ly nha. Con này phôi rất đẹp luôn. Hầu như không có xây xước gì cho mình ạ. 8 Suzumi cứng ML nha. Đây, tình trạng rất đẹp. Hàng Korea. Con này trọng lượng của cần là 100g, ngọn 1.8 ly, mã số 9 nha anh em. Giá là 700 ngàn cho mình nha. Mã số 10, anh em có cho mình con cần zip như này. Con này dạng là cắm gút này, câu zip, câu biển này, câu ngâm cho mình cũng được nha. Đây, tương đối cứng. Thông số như sau, con này thì độ dài cho em đo cho mình là 1m98 như này. Đây, thông số cần là 1m98. Tất cả dàn khoen con này đều dàn khoen full zip như này. Đây, dàn khoen full zip này, lõi zip này. Con thì rất là nhiều khoen để hỗ trợ phân bổ lực nha, tại cá tốt cho mình. Con này ngọn của em đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Độ cứng có thể tính theo cần zip. Rơi cho mình tầm khoảng vào 50 đến 80 này. Cứng nha. Cần lưu cứng theo khoảng M. Đây. Tình trạng rất đẹp như này. Phôi phía cổ ok này. Khoen Fuji ba chân lỗ xích hết. Bắt là bắt vạn Fuji chữ vàng. Tay cầm bằng cán bút này. Đây tổng trọng thể cần như thế này. 1m98 như này. Dạng câu zip câu biển như mình. Còn rất là đẹp. Con này trọng lượng của nó em đo cân được cho mình là 320g, ngọn 2.2 ly, mã số 10, giá là 700 nha anh em. 700 ngàn cả ship cho mình này. Đây hôm đầu tháng sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình hết nha. Cầm gốc ạ. Rồi tiếp theo mã số 11 nha. Em có cho mình con cần cầm gốc luôn. Đây. Mã số 11 con cần cầm gốc. Gốc như này, cầm gốc đây này. Đây, cầm gốc nha. Thông số con này như sau. Cơ này có hãng là Alpha Tico nha này. Độ dài cần là 2m3, độ cứng 50. Độ cứng 50 Alpha 2m3 nha. Alpha cũng dạng vừa này. Thì tay cầm con này thì bằng cán mút nha. Cán mút tất cả dàn khoen đều dàn khoen full sheet 3 chân cái này. Đây. Khoen full sheet 3 chân nha. Alpha con này thì ngọn của nó độ cứng 50 thì cũng dạng tầm khoảng M đến MH cho mình ạ. Hỗ trợ đầu bô full sheet này, chống xoắn. Và tất cả dàn khoen đều là khoen full sheet 3 chân nha. Đây. Sheet 3 chân cái này. Phôi carbon xoắn vân 50 thì cũng dạng vừa cho mình nè, cũng tầm khoảng M á, M đến MH cho mình. Dạng cầm gốc câu zip câu biển nè, những dòng thế này có thể câu đa năng, câu tra câu chim vẫn được luôn, những ngầm lăn xe được hết á, rất là tiện nha. Con này ngọn của nó em đo cho mình á là ngọn 2.5 ly, trọng lượng con này là 370g, mã số 11, giá 900 như này, 900 ngàn ạ. Rồi mã số 12 em có cho mình con cần cắm gốc nha. Con là cần cắm nhầm. Con này một khúc nha anh em. Con này cần một khúc. Này của Japan nha anh em. Đây Japan nha. Của dòng pad nha anh em. Đây dòng pad trong cái dừa cho mình này. Hàng chuyên chuyên cho mình là Nhật xuất Âu luôn. Thông số cần như sau. Con này có độ dài cần là 1m5 cho anh em. 1m5. Con này tại tỉnh cho mình á là từ 1,8 đến 2,6 kg nha. Những con cá tầm khoảng 2-3 kg anh em nhất luôn. Khỏi phải dìu nha anh em, khỏi phải vượt luôn. Con này tại tỉnh rất là tốt đấy. Hàng nội địa Nhật tem vàng cho mình. Đây thông số lưu cho mình tầm khoảng 3 OZ. Con này 3 OZ thì cần lưu mấy ngang. 3 OZ thì anh em có thể lưu tầm khoảng vào 90 gần 100g cho mình nha. 90-100g. Tay cầm bằng cán mút bát vạn Fuji chữ vàng. Tất cả dàn khoen này là dàn khoen full sheet này, 3 chân hết cho mình này. Khoen này dạng khoen trắng nha này. Khoen trắng khoen sheet, dạng khoen như titan luôn á. Ngọn rất là ngọn 2.5 ly, hỗ trợ cái đầu bu full sheet cho mình này, chống xoắn này. Đây khoen rất đẹp nha. Tình trạng như thế này. Con rất cứng nha em. Độ cứng con này đây cho tầm khoảng 1 độ cứng hát nha. Độ cứng hát là dạng như cứng nhất cho mình rồi. Cực kỳ cứng luôn. Đây, lưu lóc luôn, lưu lóc luôn chạy được này. Dạng lưu bộ lực nha. Tải mồi tầm khoảng 90-100g cho mình. Câu xích câu biển cũng được, máy ngang. Con này trọng lượng của nó cho mình là 190g, ngọn 2.5 ly, mã số 12. Giá là 1 triệu mốt nha em. 1.100.000 nha, cả ship ạ. Rồi tiếp theo mã số 13. Ở đây với mình cần hai khúc nha. Hai khúc 13 nha anh em, câu ngâm của lăng xe cho mình này. Còn thì thông số bị phai rồi, thì em sẽ đọc thông số cho mình nha. Độ dài của em đo cho mình là 2m2. 2m2 đi kia cho mình là 2 khúc.
ngọn con này em đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây ngọn kia là ngọn 2 ly. Hỗ trợ được bộ Fuji xứ xám. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân cái này. Tình trạng cái này hơi cũ cho mình nha em. 2.2 độ cứng con này là trong tầm khoảng 50. Tay cầm căng mút pad vặn Fuji này, có bục chịu bảo hiểm đầy đủ luôn. Hai khúc nha, đánh ngâm lan xe câu bè cho mình vẫn được này. Đây hàng Korea nha em. Anh Phật Tích Cầu hàng Korea. 2.2 cho mình ạ. Độ cứng tầm khoảng 50, ngọn 2 ly, trọng lượng 310g, mã số 13, giá là 600.000 cả ship nha. Đây, tổng dòng thể như thế này. Alpha Tickle như thế này. Rồi tiếp theo sẽ có cho mình cũng cần 3 khúc, còn là chuyên dụng đánh biển nè, bạo lực sang hàng nha. Đây, 3 khúc cho mình, cực kỳ cứng luôn. Cần này có dòng là Misa như thế này. Đây, Misa Note nha, độ dài con này là 3m, hàng nội địa Nhật, Made in Japan, độ cứng 120. 180 như này, cứ 180 thì dạng là bạo lực cho mình đây này. Thì con đồ bu rất là lớn nha, đồ bu cần là em đo cho mình là 4.5 ly, hỗ trợ đồ bu dòng rọc nha, 360 độ như này, khoen full sheet này, chống xoắn này, đây, đến biển nha. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen full sheet như này, đây, dàn khoen full sheet chân luồn này, ba chân hết, cực kỳ chắc chắn luôn, nội địa Nhật cho mình, ở Nhật nha, tay cầm thì được cuốn chỉ này, bát vạn Fuji Enox chính hãng luôn, tổng thể như này. Thế là cho này mày đánh biển nha, đánh nhân thuyền, đánh máy điện á, đánh bạo lực á, độ cứng cao 180, dạng nó cứng rồi, tất cả dàn khoen là khoen full sheet hết, nội địa Nhật nha, 183m, đầu bu là đầu bu rồng rọc này, ngọn của nó là 4.5 ly, trọng lượng 640g, mã số 14, giá là 1.500.000 như này, 1.500.000 ạ. Rồi tiếp theo sẽ cho mình cũng cần hai khúc nha, chuyên dụng ngâm lan xe đánh chép cho mình này. Cần hai khúc, cái này có hãng Daiwa nha em. Đây, Daiwa hai khúc nha. Thông số như sau. Độ dài của nó là 2m, độ cứng 30. 30 thì cũng dạng mềm nha, không cứng lắm. Hàng Korea, xuất Nhật, tem vàng mã code đầy đủ này. Có đây ngọn của đám đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây ngọn cần hoàn đi nha. Hỗ trợ đồ bu full sheet này. Còn tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji nha, ba chân. Lọ xe đá xám này. Daiwa nha. Tình trạng như thế này. Tầm khoảng rơi cho mình tầm khoảng vào 80% nha em. 90 tầm khoảng 90% á. Còn mới nha, hầu như không có xây xước gì lắm. 2m4 cứng 30, tay cầm cán mút nha, bắt vặn Fuji, hàng Korea, có buộc cho bảo hiểm như mình này. Tổng trọng thể cực như thế này. Ngọn em đo cho mình là ngọn 2 ly, trọng lượng 290g, mã số 15, giá con này là 800.000 nha, cả ship ạ. Rồi mã số 16, em có cho mình còn cần 3 khúc của dòng Olympic, chuyên dụng mình đánh cảm giác như này. Đây còn rất là đẹp nha. Cần 3 khúc, cần này có dòng là Olympic nha em. Olympic Mamiya, hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng. Độ dài của nó là 3m3, độ cứng 20. Độ cứng 20 thế là mình đánh cảm giác thôi nha. Cực kỳ mềm luôn. Tay cầm thì được cuốn chỉ này. Cuốn chỉ như em. Tất cả dàn khoen của này đều dàn khoen full sheet nha. Đây. Khoen full sheet hết. Nó kèm cho mình là khoen full sheet nha, ba chân và khoen Fuji khoen lá cho mình luôn này. Đây khoen Fuji khoen lá cho mình luôn. Là tình trạng cứng nha. Đây, khoen sheet cho mình hết nha. Rất là ok. Có đây độ cứng 20, thế là mình đánh cảm giác, nhưng mà ngọn thì ngọn lớn này. Ngọn này em đo cho mình là ngọn 3.2 ly. 3.2 ly như này. Đây, khoen full sheet cho mình này. Mamiya, hàng nội địa Nhật nha, của Olympic ạ. 3m3 cứng 20. Tất cả những khoen sheet, khoen lai nha. Thì con này khoen zin cũng cần nha, là khúc ngọn là khoen lá, còn dưới là khoen ba chân. Ba chân cho mình. Đây ngọn lớn, tổng trọng thể như thế này. Sau này thì có cái buộc cho bảo hiểm này. Và nó có quấn cái này cho mình nha. Anh em thích thì về tháo ra, để về cũng được, không ảnh hưởng gì. Con này trọng lượng của nó là 450g, ngọn 3.2 ly, mã số 16, giá là 650 cho anh em. 650.000, con này lấy cái bộ dặn khoen không cũng đủ rồi này, đủ tiền cho mình nha. Khoen này mua cái bộ chắc không phải tầm 600-700.000 cho mình rồi. Rồi tiếp theo, sẽ có cho mình cũng cần hai khúc, chuyên dụng đánh ngâm lan xe này, cần của dòng Daiwa, hai khúc cho anh em, cụ ngâm. Cái này thì độ dài của nó là 2m1 cho anh em, 2m1, con này hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Có mã code và cái tem vàng thì nó bị xước rồi. Thông số như sau. Thì con này bị hụt cho em, nó hụt tầm khoảng vào 1cm thôi, nó cho nên bị gãy ngọn một xíu cho mình ạ. Tem để cho mình giá rẻ này. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji này, khoen Fuji loại xứ đá xám này. Ba chân. Đồ bu xứ xám nha, chống xoắn. Đây tổng trọng thể như này 2m1. Đánh ngâm lan xe, tay cầm bằng cán mút này, bắt là bắt vặn Fuji đầy qua chính hãng cơn. Đây con này thì em bán giá rẻ cho mình thôi. Có xi xước sơn như này. Đây xước sơn cho mình này. Ngọn của cơ em đo cho mình là ngọn 2 ly, độ cứng tầm khoảng vào 50, độ dài 2m1, trọng lượng 280g, mã số 17, giá là 450 như này, 450.000 cả ship nha.
Rồi mã số 18, có cho mình còn cần hai khúc của sầm đây qua. Còn những dòng mà cán dẹp như này, cán dẹp thì lúc trước cán rất là cao, mình sẽ để cho mình giảm thấp thôi. Đây hai khúc dòng đây qua, cán dẹp này, hàng nội địa Nhật tem vàng đầy đủ. Độ dài của nó là 2m4 như này, 2m4 phôi carbon xoắn hai da này. Đây carbon wicker. Có này ngọn, có đám đo cho mình là ngọn 2.4 ly, hỗ trợ cho mình đồ bua full xích chống xoắn. Và tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ xám hết. Ngọn con này dạng ngọn đặc ngọn tháp này. Đây dạng ngọn đặc ngọn tháp cho mình nha. Phôi carbon xoắn hai da này. Thì có độ cứng của nó ra cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80, thích hợp anh em đánh chép, đánh ngâm lan xe, tay cầm cán bút bát vạn Fuji. Đây tổng trọng thể cần như thế này. Hai đồ địa Nhật nha, tem vàng, tay cầm cán dẹp nha. Hỗ trợ này mình tiện tay tốt hơn này. Ngọn là 2.4 ly, độ cứng tầm khoảng từ 50 đến 80, đầy qua 2m4. Trọng lượng con này là 240g thôi, cực kỳ nhẹ nha. Phôi rất là nhẹ luôn, những dòng mà phẩm carbon quicker này đời rất là cao. Mã số kia là mã số 18, giá con này thì mình là giá 1 triệu nha, 1 triệu cho mình ạ. Rồi mã số 19, ở đây mới mình còn cần 3 khúc chuyên dụng đánh ngâm lên làn xe, đánh chép nha em. Cần hai khúc của dòng, 3 khúc của dòng Navigator carbon. Đây. Navigator carbon này. Độ dài cần là 3m3, độ cứng là 50. Độ cứng 50 nha, con này ngọn của mình là ngọn, em đo cho mình là ngọn 2.3 ly. Hỗ trợ đồ bua full xích này, chống xoắn. Có tất cả dàn khoen đều là dàn khoen Fuji xích này, Fuji chữ 6 nha này, ba chân. Dạng chân cao cho mình á, tình trạng này còn mới. Đóng semi chống nổ này. Navigator thì em biết coi đa số là hàng nội địa Nhật hết, nên không có xuất thị trường nha. Đây, rất đẹp. Cán của nó là cán gỗ nha này, cán gỗ Pat vạn Fuji chữ vàng. Tổng trọng thể như thế này, còn mới trên 90%. Navi dòng ở Japan nha này, tình trạng rất là mới. Cứng 50, ngọn em đo cho mình là ngọn 2.3 ly, trọng lượng con này là 300g, mã số 19, giá là 900.000 cho mình ạ. Đây, đẹp nha, đồ bua xích cho mình ạ. Rồi mã số 20, thì em có cho mình còn cần hai khúc khoen lá của dòng đai qua. Con này chuyên dụng đánh ngâm lăng xe nha, đánh bạo lực cho mình này, độ cứng cao. Cần là cần hai khúc của dòng đai qua, độ dài là 2m3, độ cứng 200 nha, độ cứng 200. Con này hàng tay quan xuất Nhật cho mình nha. Đây có mã code và tem vàng đầy đủ này. 2m3 độ cứng 200 thì dạng cứng như mình rồi. Con này ngọn của đáng đo cho mình là ngọn 2.5 ly ạ. Đây, ngọn 2.5 ly. Ngọn lớn như này. Thì có đây em báo tình trạng này mất một cái sứa đây nha. Đây cái loại sứa này. Loại sứa này mất rồi. Thì em sẽ định giá rẻ thôi. Ngọn là dạng ngọn đặt ngọn tháo cho mình, tất cả dàn khoen này dàn khoen Fuji, khoen lá như này. Của dòng đai qua này. Tay cầm cán mút bát vạn Fuji đai qua chính hãng cần luôn. Đây chữ vàng. Tổng trọng thể như thế này, có buộc cho bảo hiểm đầy đủ nha. Ngọn 2.5 ly, trọng lượng 340g, mã số 20, giá là 700.000 nha. Mất một loại sứa đây. Rồi mã số 21, không cần hai khúc nha, con này cũng giá rẻ thôi này. Thích là mình đánh cảm giác. Cần hai khúc, cái này có hẹn là Ryobi nha nè. Ryobi nội địa Nhật Bản tem vàng. Thì thông số nó mờ một xíu, em sẽ đọc cho mình. Độ dài cần là 2m7, đi cả cho mình là hai khúc dòng Ryobi, độ cứng có này tầm khoảng 30. Đây tất cả dàn khoen nha. Khoen Fuji loại xi lá xám, con này ngọn là ngọn đặc ngọn tháp. Ngọn cái này thì ngọn nhỏ thôi, em đo cho mình là ngọn 1.8 tầm khoảng 2 ly nha. 1.8 2 ly. Đồ bu Fuji này. Có độ cứng 30 thôi là đến cảm giác này. Tình trạng thì có hơi cũ nha. Đây. Phôi có hơi xước, em sẽ để cho mình giá rẻ thôi. Chuyên dụng con ngâm lan xe. Đây tay cầm bằng cán gỗ nha em, còn chỉ là bằng cán mút. Đây, cần như thế này. Con này thì trọng lượng của nó rất nhẹ nha, chỉ có 210g thôi, ngọn 1.8 2 ly, mã số 21, giá là 550 nha anh em. 500 người đã bao gồm tiền ship nha. 2m7 cứng 30. Cuối cùng thì em có cho mình còn cần hai khúc của dòng này FT. Con này thì phôi đẹp nè. Hai khúc của dòng này FT, dòng Power Love nha anh em. Power Love độ dài 2m4, độ cứng hát cho mình nè. Đây con này hàng Korea xuất Nhật nha. Tình trạng nó báo rồi cho mình, con này nó bị gãy ngọn nha em. Bên Nhật thì nó bị gãy một khúc ngọn thì tầm khoảng 2cm thôi, không ảnh hưởng gì cho mình. Phôi là phôi carbon xoắn hai da hết của dòng này FT, 2m4 độ cứng hát. Độ cứng hát thì con này ngọn là ngọn đặc ngọn tháp này. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng 80 nha, 80 độ cứng cao. Phôi carbon xoắn này. Đây cầm bằng cán mút cho em. Xin con ra xuất Nhật này, tem vàng đầy đủ. Đây phôi cần bắt vạn Fuji F22. Tổng trọng thể như thế này. Con này trọng lượng của nó em coi là 260g thôi, rất là nhẹ nha. Mã số là mã số 22, ngọn 2.2 ly. Con này giá là 650 nha em, 650.000 nha, đã bao gồm tiền ship luôn. 2m4 cứng hát tầm khoảng 80 ạ. Rồi tổng cộng cho mình là 22 mẫu cần và một con máy, em gửi cho anh em mình.
ăn mẫu nào comment mã số điện thoại nha, ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp với số điện thoại Zalo, em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi chúc em có một ngày đầu tuần đầu tháng nha, đi câu cá thật vui vẻ nè, đầu tuần cũng như là có nhiều sức khỏe, cho được đăng ký bật thông báo nha. Thì hôm nay sẽ bao thức ship cho mình nha, ai hàng đến anh em có nhận hàng đồng kiểm ạ. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha, hẹn gặp anh em video lần sau ạ. Chúc anh em có ngày tốt lành ạ.